À. Con có kênh YouTube nào con giới thiệu cho cô cho. À. À, cô năm nay là ngoài 70 tuổi đó. À, ngoài 70 tuổi. À, cô tên gì? Cô tên Mỹ Hương. Mỹ Hương. À. Cô làm nè, bán cái này lâu rồi hả cô? Lâu rồi. Dạ. Rồi. Cô bán thường thường bán ở chỗ nào? Thường á, cứ chiều cô vô chỗ chợ Xói Tinh Lâm mà Đại Quang Minh bán kim chỉ rồi đó. Rồi bán đó. Rồi lên chợ vải là cuối đường Trần Hưng Đạo cũng hay Xói Tinh Lâm đó. À. Những người gọi cô sếp đi đâu là cô sếp tới Bình Dương, Long An, Bến Lức. Dữ vậy? Có một cô ở Bình Dương đó con, dạ. Cô thấy ngon, vô tình cô ăn từ sáng tới chiều. Cô nói tên là cô Tiến, Bình Dương. Nếu cần cô cho số điện thoại cô đi. Con biết hả? Cô nói con thấy ngon, con ăn ngày năm bịch mà cô bị trào ngược dạ dày lâu lắm rồi, mấy năm mà. Dạ. Giờ sau vô tình cô ăn này cô thấy cô hết trào ngược dạ dày. Nên cô nói con mừng quá. Giờ con biết ơn cô để con giới thiệu mấy bạn trên Bình Dương á. Những người bạn trai bạn gái gì nó bị trào ngược dạ dày nhiều lắm. Nên giờ cô cứ khoảng 3 ngày 4 ngày là cô xếp lên 500 bệnh. Rồi ở Bình Dương hả? Rồi rồi. Bán cho mấy người bạn nó ăn để hết trào ngược dạ dày. Vì cô là khách cô trải nghiệm qua cô thấy tốt. Nếu là cô bán người ta cứ tưởng quảng cáo không à. Nên cô được thành công ở chỗ mà nhiều người. Cái này không phải nói người hợp người không, ai cũng thể hợp á. Vì ở thức ăn giao quê này nó có cái con vi khuẩn mà bao tử mình rất cần. Ai mà thiếu con đó nó hay là hay bị dột bụng á con. Tiêu bón mấy ngày mới đi tiêu được. Thì ăn cái này nó giúp cho bao tử mình ăn thức ăn nó dễ tiêu hóa, nó không có bị ở đó, ở chua lình bệnh rồi vậy con, nó không có nữa, nó sẽ hết thẳng cái bệnh đó. Là vì ở bác sĩ nói chỉ có thức ăn giao quê này mới có con vi khuẩn đó, nhưng phải làm đúng. Nếu người ta không biết là mà người ta nặng chanh rồi vô á con, là cái bao tử mình đang tốt á, mình cũng phải bị chột bụng. Nếu làm đúng á, con đang chột bụng, con 5 phút đi, 5 phút đi. Mà con ăn liền 2-3 bịch vô nó ngồi yên luôn, mà bao tử con nghe dễ chịu vì nó vô là nó diệt khuẩn cho con liền. Mấy con vi khuẩn này nó mạnh lắm. Hay vậy ta? Người ta cứ nói trời ơi, nếu ai nói em không tin đâu, em sợ đã sữa mà bắt em ăn vô là chắc em chết đó. Nói em ơi, sữa nhưng mà nó đã ủ lên men thì nó chuyển thể qua da u để nó cứu bệnh cho mình, chứ không phải là cái ly sữa bình thường thì em uống là em sẽ bị đi ngay ruột luôn á. Nó cũng là sữa. Nhưng mà sữa đã làm ra da ua thì nó lại cứu bệnh cho mình là trào ngược dạ dày, ăn để nó tiêu hóa xuống, nó không có trào ngược nữa. Hay vậy đó. Cái cô đó là năm nay cô được đám cưới rồi, chồng cưới nè, nên cô hết, cô rất biết ơn, cô mừng lắm. Cô nên cô rất sợ cứ trào vậy thì vợ chồng sẽ mất hạnh phúc á. Cô nói thấy thương lắm. Giờ cô đẹp như người mẫu luôn. Rồi, có lý hết bệnh không có đau. Không biết cái đau bao tử này nó làm mình sống lắm. Đúng rồi, ăn không được. Mặt mình tự nhiên nó đau trong cái mình cứ lắng nghe nó đau á, cái mình nhăn nhăn cái mặt là đã thấy xấu rồi. Thì nó làm cho những cái da mình nó bị xếp ly luôn. Nó già người mà nó hay ốm, nó không bao giờ, những người đau bao tử con nhìn khó có ai mà tròn trịa. Phải ăn nhiều vô thì nó trào ngược, nó không tiêu được, mà ăn ít vô nó cũng vậy. Người ta đau khổ lắm. Người nào cũng thích ăn ngon mặt đẹp mà ăn không được khỏi con đau khổ dễ sợ. Dạ đúng rồi, hay quá ha. Nên cô tâm đắc mà tại sao giờ này cô ngoài 70 tuổi mà cô lại bán tới giờ này. Cô thích gặp gỡ những người bệnh để cô khuyên họ là ăn đi cho nó sung sướng cuộc đời. Dạ hay quá ha. Dạ đúng rồi, hay quá. Nên cô không phải cô đi mà cô đi bán giờ này cho cô mệt, nhưng thực tế cô không mệt đâu. Vì cô ăn nó thường xuyên nó làm cho cô dùng thức ăn gì cũng như thanh niên ạ. Thì con thấy cô bảy mấy tuổi mà. Rồi nãy con nói cô nhiêu tuổi? 71 tuổi. Rồi 71 tuổi hả? Rồi trẻ quá ta. Nãy con nghe nói hình như năm mấy hay gì à? An nói cô năm mấy. Không có chịu cô bảy mấy đâu. Bảy mấy rồi. Cứ đợi coi chứng minh mới chịu. Nói có ai muốn mình già đâu. Dạ con thấy cô trẻ quá mà. Mà nó trẻ ngoài mặt con thấy và trong cơ thể mình nó rất là khỏe. Nó không có bệnh vặt gì, là vì sao nói cái thức ăn dâu này nó giúp cho mình giải độc trong máu. Dạ. Đó, và cái nữa quan trọng là nó giúp cho bao tử dễ tiêu hóa. Thật ra mình ăn được tiêu hóa nên mình có nhiều sinh tố nó nuôi cơ thể mình đó. Nên mình được trẻ đẹp, được khỏe mạnh. Dạ, nãy cô nói là cô bán được bao nhiêu năm rồi?
trước đây á, cô bán rồi cô nghỉ vì cô té xe gãy chân á. Rồi. Cô nghỉ gần 3 năm giờ cô mới bán trở lại. À, khoảng bao nhiêu năm bán được ra đi? Mới bán năm thấm ngoái với năm nay đó. Mới năm ngoái năm nay. Đó, tại vì con biết á hả, cái dâu này các con yên tâm ăn vì đã có thương hiệu luôn rồi, chứ không phải ở nhà làm lơm cơm nữa. Có ngày cô bán cả hơn 1.000 bịch luôn. Ở đây tối tối kia vậy mà cô đi từ tốt đằng kia qua Alibaba 1 ra tới Alibaba 2 là cô bán 200 bịch rồi đó. Gặp mấy người quen là thôi mừng lắm, kêu vô mua 20, 30 đem về. Những người ở xa thì điện thoại cho cô là xếp tới giùm con. Cô đi giao luôn. Giao luôn. Chạy xe luôn hả? Đó, kêu ráp đó. Cô bao một chiếc xe ráp đi suốt ngày luôn, nó mới rẻ. Đúng giống rồi. Như làm lương tháng luôn vậy. Nếu người ta đi nhiều cho nhiều tiền hơn. Nếu người ta đi ít mình cũng biết ơn, nên mình cho người ta cao tiền chút cho người ta mừng á. Hay quá. Chia sẻ. Đây là tối là ghé khúc đường này là gặp cô hả? Là cô thường xuyên là cứ từ ốc Nguyên đây đi dài tới đây bán trước. Qua kia rồi đi tuốt xuống kia rồi qua Hoàng Sa, Trường Sa là nó hết. Thì 300 mấy chục bịch buổi tối bán. Đúng giỏi quá. Cũng chịu cực quá con. Cảm ơn cô nha cô. Ai ủng hộ cô thì có số điện thoại liên hệ các bạn. Cứ điện thoại cô đưa tới nhà, xếp tới nhà mà phi xếp đó. Con ship miễn phí luôn, miễn phí liên tỉnh luôn, liên tỉnh luôn. Cái tỉnh là đặt tiền nhiều với con thì mua nhiều. Bớt cái tiền lời cô trả tiền xe. Dạ đúng rồi. Ở gần như đây mà biểu xếp 10 bịch cũng xếp nữa. Cũng mừng. Đường hoa sứ hoa lan gì tùm lum đây nè, xếp tới 10 bịch cũng xếp thì nó tiện cho mình đó. Dạ. Trên đường đi thuận tiện, còn như ở xa xa thì xếp nhiều. Hay quá. Hay nãy giờ con rồi cũng biết cái này lâu rồi phải không? Ăn được nhiều lần rồi. Để cho con quay, qua quay sơ cái không thấy con giờ mới thấy lại. Để cho quay cái hộp này. Để con cho con quay cái hộp này kìa con. Đúng rồi. Quay sơ. Nhiều lắm. Ăn đây đi con. Thử đi như phô mai bò cười. Không hề có đá. Bà bảo đảm với con bỏ vô cái tủ đông lên nó rất mạnh mà con để hơn một tháng con lấy ra ăn con cầm thì như cục đá vậy, nó cứng ngắc. Nhưng mà con lột dây thun con bóp nó lên con cắn thì như con cắn miếng phô mai bò cười. Và con ăn cái vị nó cũng giống luôn, là vì sao? Làm sữa ngoại mà không pha nước, không pha đường. Nó ngọt, nó béo, nó thơm tự nhiên của sữa rất là ngon, ai ăn cũng hợp khẩu vị. Chứ nếu làm mà mình pha nước bỏ đường làm sữa ông thọ nó lại ngọt dữ lắm, mà ăn nó không có thơm ngon tự nhiên vậy mà nó có đá mà. Phần này không hề có đá, cho con để một tháng trong tủ đông cũng không có đá. Không có đá luôn. Không có đá luôn. Hay là giờ con xong rồi con ăn thử bịch đi rồi con thấy cô nói là đúng. Bây giờ giới thiệu dùng mơ lời giúp người ta hết mình được rất nhiều lắm. Dạ. Là gì con? Con quay con chứ đều đâu có tốn tiền làm vậy. Trời thôi giúp người ta. Lấy con lên 10 bịch đi ăn đi ăn tôi hết rồi. Đăng lãnh đạo. Đúng rồi. Giúp người ta tại vì đăng lên tốn tiền chi. Đi gần gần nè, đây cái mặt đây ngang đây đâu. Đây khi sao? Có bịch cẩn này lên. Để tiền này. Đây tụi con cầm cho. Rồi ba. Rồi em đổ ở đây đi. Bàn tay này, cái bàn tay giúp người nè. Giống như là Phật tổ vậy. 6 là còn 7, 8. 10. Đang thử bịch nha các bạn. Cô rất là ngon, ăn ghiền luôn á. Các bạn vô cô Hà Nội ghét ăn vặt lắm, mà 8 người kêu 20 bịch, có người thích ăn 3 bịch dậu rồi đó. Thấy là mừng lắm cô ơi, con tiếc quá con ở cái Hà Nội con không xếp cho không kịp. Béo. Lạnh đảo không? Ngon quá thơm. Tự nhiên á, rồi tôi làm mà sữa bao. Đúng rồi. Nó là
do quên này, cái gốc nó là của Pháp mà mình làm đúng của Pháp là người Pháp chua không á. Từ cái chua ngọt cái béo gì cũng vậy. Ngon hơn kem nữa, ăn tốt mà nó tốt nữa, tốt cho sức khỏe. Ăn này là chữa đau dạ dày các bạn. Đau ngược dạ dày. Đó. Đau ngược dạ dày. Mấy cô đó mình năm trước cô để hỗ trợ bao tử vậy nhiều tháng thì có người trình độ đang chữ hỗ trợ. Số lượng nữa không? Số lượng mà khách quá trời đông. Nghe cái đàn cũng tạo. Thôi, cảm ơn dây. Thôi, con. Cảm ơn.
Rồi bye bye khán giả nha. Bye. Các bạn có thể hay nhớ đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Ủng hộ quý vị nè. Lưu ý đây là một cái thức ăn rất cần cho cơ thể mọi người. Ai cũng thích cái bao tử mình khỏe để thưởng thức các thức ăn ngon, béo bổ gì mình được thưởng thức mà nó không có siêu là hành xác mình đau khổ. Vì nếu mình yếu dạ dày đó, gọi là trào ngược dạ dày, mình ăn vô nhiều để cho bổ khỏe thì nó lại hành hạ mình, nó cứ trào ngược lên, nó lình bình khó tiêu. Quý bạn cứ về tin đi, quý bạn cứ ăn thử, trong nếu mà không có thời gian để nhớ ăn đúng 5 bịch một ngày á, bạn cứ để cho nó mềm mềm á, đổ vô trong cái ly, như ly bia là 5 bịch bỏ vô dư chất rồi, rồi bạn cứ coi như mình ăn kem vậy đó, bạn ăn một lần một thôi là đủ 5 bịch một ngày. Bạn nào mà bị đau nặng cả mấy năm á, cứ ăn đúng gì đúng tháng đi, bạn sẽ thấy nó mạnh khỏe, cái bao tử mình mạnh hơn lúc bạn chưa đau. Hay tới vậy á, hay quá, tại vì cái con vi khuẩn này nó vô đủ á, để nó giúp cho mình tiêu hóa. Bye bye các bạn. Bye. Những lời nói